Vâng, chào mừng các bác lại quay trở lại với shop loa Lộc. Hôm nay shop em lại làm một video test loa để gửi tới quý khách hàng thân yêu. Hôm nay hai bác đặt chung với nhau một cái đôi loa mà hai anh em nhà 998 và 898, con US 898 và con US 998 của hãng Samsung các bác nhé. Đây, trên tay em đây là một con US 898 đời 2021, có này, chức năng này, Bluetooth, USB, thẻ nhớ và gì đầy app em các bác nhé, đầy đủ. Thế thì bây giờ trước hết em sơ lược qua hai sản phẩm này. Ở trên tay em đây là một con US 998 cũng Bluetooth, USB, thẻ nhớ và radio nha các bác. Đấy, thì bây giờ em xin phép chia sẻ cách thức mua hàng của bên em để anh em ta giao dịch cho thành công và vui vẻ nhé. Bên em là một đơn vị mua hàng online uy tín, luôn ship code COD đồng tiền tận nhà cho anh em, quyền lợi của anh em được kiểm tra hàng và test hàng trước khi nhận nhé. Các bác test hàng thoải mái rồi các bác không phải trả tiền cho anh em nhân viên shipper. Đấy, thì bây giờ không phải các bác đợi lâu, anh em ta được cùng đi chi tiết hai em loa này, xem trong hai em loa này có gì đặc biệt và có gì phải đáng nói. Như anh em ta đã thấy các bác đã phản hồi về shop là cái tầm loa ở tầm trung tiền mà lại có những cái chức năng mà những cái loa đời cao còn chưa có. Đó là hai em loa này tầm rẻ tiền thì có Bluetooth các bác nhé, rất là xịn sò nhé. Vậy anh em ta cùng mở loa nhé. Mở loa ra thì anh em ta thấy là có một túi đeo loa nhé, một túi đeo loa màu dàn di. Đấy, rất là xịn sò luôn. Lỗ đã thoát tiếng cho anh em rồi đây. Đây, trắng một lớp bóng mỏng để cho anh em đi săn bẫy để những địa hình ẩm ướt không bị chập cháy loa của anh em. Bên thứ hai là thân loa thì một lát nữa anh em ta sẽ chi tiết sau nhé. Và phụ kiện trong loa thì gồm có này, một sạc pin này, một mic trợ giảng cho giáo viên và cho anh em bán hàng ở siêu thị mặt đất hoặc ở chợ này, hai quả pin điều khiển này, đấy, hai quả pin điều khiển này, và cùng một dây đeo này, một điều khiển này, đấy, một điều khiển luôn. Thì bây giờ anh em ta sẽ đi chi tiết luôn nhé. Thân loa đây anh em, thân loa như anh em đã thấy đây, thân loa đấy là logo Samsung 898 logo, nhưng mà các bạn nhớ logo màu trắng nhé, không phải màu đỏ nhé, màu đỏ là hãng khác các bác nhé. Đây USB chạy thẻ nhớ, FM thì các bác tìm kiếm model này nhé, Bluetooth cũng vậy, các bác bỏ dùng Bluetooth thì các bác bỏ USB, bỏ thẻ nhớ ra các bác bật lên cái là nó sẽ ở chế độ Bluetooth luôn nhé. Các bác bật lên như này là đang ở chế độ Bluetooth này, các bác có thể kết nối với điện thoại là sử dụng được luôn nhé các bác. Đấy, bây giờ em xin phép em test tiếng của em này luôn cho anh em thấy luôn. Hai bác này bác đặt bộ loa này và đặt hai tiếng chim sẻ nhé, em sẽ test đúng theo yêu cầu của bác ấy luôn, hai tiếng chim sẻ. Đấy, mua hai loa được tặng một cái thẻ nhớ rất là xịn sò luôn, tặng đủ cả hai tiếng cho anh em luôn. Test con 998 thì bây giờ em sẽ test con 998 cho các bác xem, các bác so sánh nhé. Đấy, các bác cảm nhận so sánh và ý kiến như nào thì các bác hãy để lại ở phần comment ở bên dưới ở bài đăng của em ở trên YouTube. Đây, anh em ta cũng mở loa ra và thấy cũng một phụ kiện thì luôn luôn giống nhau các bác nhé, cũng một túi đeo loa và như y hệt lúc nãy nhé. Thì anh em ta đi chi tiết luôn cho đỡ mất thời gian của các bác. Các bác cố gắng xem hết video không, các bác công khai giá bán của cho các bác luôn. Đây, 998 thì giống nhau thôi nhưng nó khác nhau ở hai nút chỉnh và tắt vào nút nguồn nhé. Và thẻ nhớ nằm ở bên trên các bác nhé. Thẻ nhớ nằm bên trên, còn con kia 898 nằm ở bên sườn nhé. Đấy, của em sẽ đi chi tiết luôn. Bật lên nhá. Bao ship đúng không? Anh em bấm bờ lây nhé.
bác ạ. Em đã vừa test tiếng hai tiếng cho các bác, hai loa cho hai bác rồi. Bác đang xem video mà chưa có sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với số đầu số bên shop ở trên biển bảng ngay nhé. Là em sẽ để ở phía tiêu đề. Đấy, các bác cho ý kiến thì để lại ở